Hai chào tất cả các bạn, chào các bạn đến với kênh YouTube tập tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái clip, đó chính là mình hòa trộn cái bia Corona này, bia chai bia Corona này với lại hai cái cam tươi và uống thử xem nó như thế nào nha các bạn. Thì ở đây mình có mua một cái chai bia Corona. Cái bia này xuất xứ từ Mexico các bạn. Cái bia này rất là nổi tiếng ở bên Mexico luôn. Thì hôm nay mình sẽ uống thử nó và hòa trộn nó với hai cái cam tươi này luôn. Thì bây giờ mình ở đây mình đã chuẩn bị một chai bia và hai cái cam. Ở đây thì có 3 muỗng cà phê đường. Mình sẽ quậy với cam. Đây một cái ống hút. Ống hút này là ống hút gạo nha các bạn. Bây giờ mình giảm thiểu ô nhiễm môi trường bấy nhiêu hay bấy nhiêu các bạn. Cái muỗng nước đá. Ok, bây giờ mình sẽ xẻ cái chai cam này ra. Cái cam này thì mình mua chợ rất là nhiều nước luôn. Cam vàng tươi rất là đẹp luôn nha các bạn. Mình nghĩ là cam này không có dành cho uống mà chắc là ăn sẽ ngon hơn. Mình sai lầm khi mua cái cam này. Nước nó quá ít đi. Rất là tuyệt vời luôn. Cam này rất là ngon. Chưa uống nhưng mà ăn là thấy ngon lắm đó. Tại vì cái cam này như là mua để ăn, bạn ơi, không để dành cho uống nước. Mình sai rồi. Wow. Không, quay lại chủ đề chính đi. Đó chính là làm cái cam với bia. Cam ngon quá, ăn cam không? Dạ, được bao nhiêu nước hay bấy nhiêu nha các bạn. Cam này rất là ngon luôn, rất là tuyệt vời luôn. Ok, mình sẽ cho những cái hạt sớ cam này vô trong cái. Cam luôn chứ cam này quay. Cam ngoài không này. Trái rồi. Ok. Trái cam vàng ươm, nước cam cũng vàng ươm. Xem clip nhớ like, share và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, ok, mình đã nặn xong hai cái cam, bây giờ mình sẽ để đường vô. Ở đây mình để này là 3 cái muỗng cà phê đường nha các bạn. Xong rồi mình khuấy lên nha. Khuấy cho nó tan đường ra đi rồi mình sẽ tiếp tục. Ok, khuấy như thế là cũng ổn định rồi đó các bạn. Đường nó cũng tan được phần nào rồi. Bây giờ mình sẽ để nước đá vô. Ok, mình sẽ để nước đá vào cái ly cam này. Rồi, để
để nước đá chừa một ít vàng nha các bạn. Để một xíu mình còn để cái chai bia vô. Rồi, đây là phần chính, chai bia Corona đến từ Mexico. Cái mùi nó cũng như bia Tiger, bia Sài Gòn thôi, nó không khác gì mấy nha các bạn. Để mình uống nếm thử xíu rồi nó nhìn xem. Bia Mexico có khác các bạn ơi, uống cảm thấy rất là ngon luôn. Xuất sắc luôn. Rất là khác những hương vị như là mấy cái hãng bia khác, rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ mình sẽ đổ cái chai bia này vô trong này. Trời ơi. Trời ơi. Sao kỳ ta. Mình cứ nghĩ là nó sẽ úp ngược được, nhưng mà bây giờ nó đã tràn ra như thế này rồi, rồi nó tè le tét lét luôn rồi các bạn ơi. Không thể nào úp ngược được. Đó, nó chỉ là một chai bia úp ngược như thế này thôi. Rồi, hư cả một cái video luôn rồi. Ôi. Sao thấy người ta úp ngược rất tuyệt vời luôn các bạn, nhưng mà mình úp ngược là bị thua rồi, nó tràn trề bờ ao bờ đê rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái ly này. Cái ly bia úp ngược của mình nè các bạn. Lạ lắm các bạn, nhưng mà rất là tuyệt vời, rất là ngon. Bia kết hợp với lại cam tươi. Rất là xuất sắc luôn, không thể nào mà chê được vô đâu cho các bạn ơi. Rất là xuất sắc luôn. Cái vị bia nó đã hạ nhẹ xuống mức có thể, và nó chỉ là cái mùi hương bia đậm đà thôi các bạn, kết hợp với cái vị cam tươi rất là mát luôn. Trời ơi, dính cái thẻ cam hút gần chết không lên. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ở đây là buổi trưa. Uống cái này mát quá mát rồi. Thiệt. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái giỏng. Đây là một cái giỏng. Rồi xong. Uống xong rồi nằm đây ngủ một giấc. Kệ, dẹp dọn tính sao, xíu dẹp cũng được, thức dậy dẹp cũng được, không sao. Rất là ngon luôn các bạn có thể làm theo mình cái công thức này ở nhà các bạn. Ngon không thể nào mà chơi được các bạn. Các bạn có thể không có bia Corona thì các bạn có thể kết hợp, mình nghĩ là với Tiger hay là bia Sài Gòn là cũng được nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Nó ngon lắm kìa, nó ngon lắm. Nhắc lại một lần nữa là nó rất là ngon. Uống vô rồi cảm nhận cái vị nó thấm từ từ ha. Thấm từ từ theo cái đường ruột của mình ha. Nó rất là ngon luôn kìa. Không có chê đâu được chứ á. Ok, thì kết thúc clip tại đây nha các bạn.
mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Mà thôi uống chút xíu nữa nghe các bạn. Ngon lắm. Rồi, kết thúc clip tại đây nha các bạn. Bye bye chào các bạn. Nhớ like, subscribe, ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye.